về vấn đề dấu hiệu cái sắp đẻ. Đuôi của nó sẽ mớp cái ở trong chuồng mà nó tối ngày nó cứ bư bư bư, nhưng mà nó chưa đẻ liền đâu. Mọi người đừng có đi nhậu, đi chơi hay đi uống nước gì với bạn có nha. Những con cái nó không rộ đó chính là sai số, chứ không phải 100%. Đẻ có khi nó đẻ sớm, ngày nó không đẻ, có khi cả tuần lễ nó không đẻ. Thì cái trứng nó sẽ trắng và sạch. Mọi người hiểu không mọi người? Nói đơn giản thì nói tiếng Việt nha, nãy giờ nói tiếng Pháp không đúng không? Năng như năng trứng, hứng như hứng hoa vậy. Nhưng thời điểm nó đẻ mọi người làm gì? Bảo đảm với mọi người là mình không dám lết cái đít đi luôn. Nhưng mà mình sơ sức một cái là mình ỉ cái đá chuồng nó nóng quá nóng, trứng nó hư phôi hoàn toàn luôn. Uống nước này nè, thấy chưa, thấy không? Thấy gồng uống nước chưa nè. Ba mới sắm cho cái hồ bơi 150 triệu. Hello, chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Nghĩa Đầu Igu. Và lời nói đầu tiên, mình xin chúc mọi người nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống nha mọi người. Thì hôm nay là ngày cuối tuần ha, cũng là một ngày xả chết cho mọi người sau những giờ làm việc cật lực nha mọi người. Thì hôm nay cứ thoải mái đi, cứ đi chơi, cứ tụ tập một ngày hôm nay để mình lấy lại cái năng lượng để qua ngày hôm sau đầu tuần chúng ta đi làm việc lại ha mọi người. Thì tất cả các em nhỏ cũng vậy, nay một ngày chủ nhật mình giải trí chỉ vài 3 tiếng thôi ha, rồi chúng ta sẽ chuẩn bị học bài cho ngày tiếp theo. Ok, ok không? Sáng giờ mọi người uống cà phê chưa? Chớ tính ly cà phê này nữa là ly cà phê thứ 3 rồi đó mọi người. Sáng mình thức ha, có một ly cà phê xong. Hồi nãy thì cũng có hai em trai ở trên hội bò sát ghé thăm. Thì hai em trai đó cũng nằm ở khu vực Long Xuyên mình đó mọi người. Thì nhà của em trai đó đi xuống với mình thì cũng cỡ khoảng 15 phút xe. Nói chung là cũng yêu mến mình. Qua những lời nói hai em trai đó thì mình rất là cảm kích ha. Thì anh cũng thay mặt mọi người xin cảm ơn em ha mọi người. Ý quên, xin cảm ơn em ha. Hai em trai, nếu mà tối nay em có coi kênh của anh thì em biết anh nói ai rồi, đã ghé nhà anh. Cảm ơn em rất nhiều đã ủng hộ nè. Em kêu gì gia đình em, cô cậu chú gì, em kêu bạn bè em ủng hộ anh Nghĩa Đào. Nó nghe những lời tâm sự đó của em thì anh rất là, nói chung là cảm động á. Nói thiệt luôn á, anh vui lắm kìa. Nhiều lúc mà thôi mà nói biết vui là được á. Bây giờ mình diễn tả sao nữa ha. Rồi, không xàm xàm ba lát nữa, chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính hôm nay. Để uống miếng cà phê cái nè. Mọi người kêu cà phê chưa? Hôm nay mình không uống sinh tố bơ mà mình uống cà phê luôn. Chúng ta sẽ tạm gác lại một số Barbie, một số xe bự ha. Chúng ta thời gian này chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề, đó chính là một mùa cái ôm trứng. Trong cái kênh của mình đã có một cái video nói về vấn đề cái ôm trứng, nhận biết cái ôm trứng rồi ha mọi người. Và hôm nay mình sẽ hàn huyên tâm sự với mọi người về vấn đề dấu hiệu cái sắp đẻ. À, đây chính là những thắc mắc và những mong chờ của anh em nào mới chơi, đang chuẩn bị một bé cái của mình chuẩn bị đẻ như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ tâm sự với mọi người, nguyên thiên với mọi người về vấn đề cái sắp đẻ, để mọi người có dịp để chuẩn bị cho mình, và tới lúc đó thì nó không có bỡ ngỡ mọi người ha. Thì mình chỉ là mình có cái, mình làm sinh sản cũng mấy năm rồi, cũng có một chút xíu kinh nghiệm. Và mình chuẩn bị gì, hôm nay mình sẽ sâu vào vấn đề dấu hiệu cái sắp sửa đẻ, và mình chuẩn bị những gì cho mọi người để cho mọi người tới lúc đó mọi người không có bỡ ngỡ. Ok, chờ mình trong vòng 5 phút mình sẽ quay trở lại với mọi người. Hello, chào mọi người, mình đã quay trở lại, cảm ơn mọi người đã không rời màn hình. Rồi, chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề chính, đó chính là dấu hiệu nhận biết khi cái sắp đẻ ha. Trước hết chúng ta cần gì, đó chính là có một con cái mới được ha.
cũng là đuôi nó móp vô, nó móp chưa nhiều, có móp nhiều chút xíu nữa. Rồi xong tiếp theo đó chính là bụng nha mọi người, bụng nó sẽ cộm trứng rất là nhiều, gà nó sẽ ít ăn lại. Đây là cái dấu hiệu của con cái sắp sửa đẻ nha. Và một cái dấu hiệu mà mọi người dễ nhìn thấy nữa, đó chính là dấu hiệu cào chuồng nha mọi người. Mọi người thả vô chuồng đúng không, một con cái ở trong chuồng mà nó tối ngày nó cứ bư 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 gì hoài nè, nó lúc đó là dấu hiệu nó đang chuẩn bị cào ổ để chuẩn bị đẻ, nhưng mà nó chưa đẻ liền đâu. Lúc đó chúng ta cần gì và làm gì? À, có một cái thao mọi người, mà nuôi một cái chuồng bự đi, cái mọi người đi ăn trộm ăn cắp ở đâu á, đi hốt miếng cát cho mình, cát á mà ướt quá thôi mọi người rửa cho nó khô cũng được đó. Cái mọi người để vô cái thao, rồi xong mọi người để vô chuồng đó, lúc đó nó bự không, nó chui vô nó bự. Nhưng mà cái thời gian này là một cái thời gian rất là quan trọng, mọi người nên chú ý về nó nhiều hơn. Mọi người đừng có đi nhậu, đi chơi hay đi uống nước gì với bạn gái mà bỏ bê em bầu ở nhà nghe mọi người. Để em đẻ lọt trứng ra thì mọi người không ở nhà kịp thời thì trứng nó sẽ hư, thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Nếu như mà mọi người không có ở nhà thì nên thí dụ như mình đi làm đi, ai có ở nhà thì như ba mẹ anh chị hay vợ gì đó cứ con cái ở trong nhà nó bư nó quào quá thì coi giùm con hay coi giùm anh hay gì đó, rồi có gì thì điện thoại. Còn không là mình phải quan sát nha mọi người, đừng bỏ bê. Có những con cái nó không rộ trứng, nó không u trứng nhưng mà nó vẫn đẻ, cái đó là mình nói sai số nha mọi người, chứ mình không chắc cú 100% là đuôi nó bị móp hoặc là bụng nó sẽ hóp vô rồi cái như chùm nho ra như mình nói có trong những video kia, nhưng mà mình không có nói trọng tâm. Và hôm nay mình nói trọng tâm về con cái nó chuẩn bị đẻ cho mọi người, để mọi người quan sát kỹ hơn. Đó chính là sai số chứ không phải 100%. Hôm nay thì mình nói là móp đuôi đúng không, móp đuôi với gộ trứng, nhưng mà có những con đuôi nó móp ít thôi, trứng nó gộ ít thôi, nó vẫn đẻ, có khi nó đẻ sớm thì mọi người nên cân nhắc điều đó. Có khi nó bư chừng 3-4 ngày, 4-5 ngày nó không đẻ, có khi cả từng lễ nó không đẻ, có khi nó bư 1 ngày 2 ngày nó đẻ nó. Thì mọi người nên cân nhắc là nó bư là nó sắp đẻ, đó chính là dấu hiệu chính và mọi người dễ nhìn thấy nhất và dễ nhận ra nhất. Thì trước khi làm cái video clip này thì cũng 3-4 ngày trước thì cũng có một số anh em nói anh ơi con rồng em nó đã bư quá nhiều rồi, thì mình cũng hướng dẫn như vậy. Mình nói chung ngoài cái cát ra thì chúng ta cũng có thấy lấy những cái gì mà tạo cho nó giống như nó tạo cái ổ cho nó vậy đó. Thì mình thấy có nhiều người người ta lấy dừa dụng đó mọi người, người ta lấy chấu cũng được đó mọi người. Thì cho nó bư đi. Nhưng có nhiều anh em mà trong nghề người ta đã làm, nói chung là người ta đã làm lâu năm rồi, người ta sẽ biết, ta canh cái ta để cho nó bư xong, cái khi nào mà nó đẻ cái người ta lấy ra. Cũng giống như mình vậy đó, mấy năm về trước á mình thấy nó bư trứng nó đẻ vô thì nó dơ quá dơ, cái mình thấy nó đẻ chừng 1-2 trứng cái mình thảy nó qua một cái thao, cái mình để vô một cái khăn trong đó thì nó đẻ trong đó. Mọi người nhìn thấy cái hình đó, mấy năm về trước mình cho nó đẻ vậy đó, thì cái trứng nó sẽ trắng và sạch hơn khi để trong cát. Thì để trong cát nhiều lúc nó lăn lộn cái trứng, cái cát nó bao dơ cát hết trơn, mình nhìn cái phôi nó không rõ nhiều hơn ha. Mình nói nhanh quá mọi người hiểu không mọi người? Bây giờ nói chậm lên chút xíu không? Hay là cái kiểu mà nói vòng mọi người chưa hiểu đúng không? Rồi bây giờ nói cho dễ hiểu nè, nói đơn giản thì nói tiếng Việt nha, nãy giờ nói tiếng Pháp không đúng không? Rồi bây giờ nói tiếng Việt lại là đính chính lại là con cái nó bư là dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi sắp đẻ. À, từ từ hiểu nghe. Xong bư 1-2 ngày, 3-4 ngày mình phải để ý. À, thứ hai nữa mình lấy một cái thau để cát vô hoặc là để cái gì đó cho chấu ha, tất cả cái gì đó mà như dụng nó bư được thì cho nó bư.
thì mình sẽ canh nó, mình không bỏ bê nó được. Xong bơ 2-3 ngày xong rồi, tới khi thời gian nó đẻ, nó đẻ ra 1-2 trứng thì cứ để cho nó đẻ, chừng nào hết trứng lấy cũng được, không cần lấy. Hoặc là mọi người thấy sót quá, cái mọi người lấy cái khăn á, cái mọi người để vô cái rổ rồi lấy cái khăn để qua một bên, để ngoài vậy nè, cái bắt đầu bóc trứng nha, hoặc đừng có bóc, nó đẻ chừng 5-10 phút thấy khô trứng thì hả bóc nha. Quan trọng lắm, lúc mà nó mới đẻ cái trứng nó quan trọng dữ lắm, đừng có bóc. Rồi 5-10 phút nó khô trứng cái bóc, thảy qua bên đây thì nhẹ nhàng nâng niu, người ta nói nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy đó. Đừng có mạnh quá nghe, lúc đó trứng nó mềm lắm, tại vì nó chưa có khô. Mình bóc mình né cái phôi nó ra. Đó, để qua một bên. Bóc để qua một bên gì đó. Xong, nó khô để qua một bên. Trong thời điểm nó đẻ mọi người làm gì? Mọi người đã chuẩn bị tất cả dụng cụ mà mình đã nói trong video clip là giới thiệu về cách ấp trứng cho mọi người đó. Một cái trong khi nó đẻ thì ở đây mọi người đang trộn đất. Mọi người làm và để sẵn một cái hộp đó. Xong trứng ở ngoài đây nó khô rồi, mọi người đặt vô, từ trứng vô. Mọi người hiểu không? Hồi 2 năm về trước, mình có một bé rét là vô tình là mình ỷ y. Nhưng mà thật sự hồi đó tới giờ là mình ở nhà không mọi người, chứ mình không có đi đâu hết chứ. Nhất là những cái thời gian mà rồng sắp đẻ là bảo đảm với mọi người là mình không dám lết cái đít đi luôn. Mình ở nhà miết luôn, nhưng mà mình sơ sức một cái là mình ỉ. Cái thời điểm đó là cái chuồng này chưa có, mình chưa làm cái chuồng này. Mình làm một cái chuồng nó bao vách, tại lúc đó kinh nghiệm của mình chưa có. Mình làm cái bao vách mà dạng như bao vách alu á. Cái đó nó giữ nhiệt, nóng dữ lắm. Hôm nay mình quên cái vụ alu đó. Mọi người làm chuồng né cái alu đó giùm mình. Mình bao hết trơn alu luôn. Mình ỉ y, mình thấy con rồng nó đẻ hai trứng rồi, mình ỉ y cho nó đẻ hết. Nhưng rất là tiếc mọi người ơi, nếu như mà mình kỹ một chút xíu nữa thì rất là ok. Mình để đẻ hết xong cái đáy chuồng nó nóng quá, nóng, trứng nó hư phôi hoàn toàn luôn. Là hồi là cái năm đó là đẻ khoảng 30 trứng thì mình giữ lại được có 8-9 trứng phôi còn như là thúi hư hết trơn. Đó chính là một cái kinh nghiệm, cũng là cái kinh nghiệm đắt giá nhất khi mà mình ỉ y. Thì hôm nay mình chia sẻ với mọi người để mọi người né, hãy canh nếu như mà mình không nuôi cá sinh sản, còn nếu như mình nuôi cá sinh sản thì nước như này ha mọi người. Tại vì con cái khi mà nó mang bầu nó rất là cần nước, nó uống như heo luôn đó, chứ đừng có nói mà kiểu gì hấp thụ qua rau. Mấy con cái thì mọi người để ý đi, mấy bà bầu lúc nào cũng vậy, ăn uống rất là khó khăn, ăn uống rất là thất thường. Bữa nay thích ăn cháo, bữa kia thích ăn cơm, thì con cái nó cũng vậy, muốn ăn là ăn, không ăn là không ăn. Nhưng mà thật sự khi mà nó sắp đẻ là nó sẽ không ăn mọi người. Lúc đó là nó lo cào chuồng không à. Nó sẽ uống nước nhiều hơn. Thì mình để cái chậu này nè, thì nó vô tắm nha. Có mấy lúc nó tắm mình không có quay. Nó vô nó tắm nó ngâm mình luôn, cũng như là kiểu mà đi hồ bơi mà ngâm hưởng thụ với mọi người. Hai con nó chui vô cái lỗ này nè, hai con cái mang cái bầu. Thì nó ngâm như vậy á, là thứ nhất á, cho cái đích những cái con mà mùa đầu á,
ngâm nước rất là tốt. Để chi? Để cho cái đít nó nở ra, nó dễ đẻ nữa. Đừng có nói con gọc nó không biết nghe, còn hơn con chó nữa. Đừng nói làm mẹ rồi cũng phải biết những cái điều kiện mà mình dễ đẻ chứ phải chứ không phải không biết đâu. Nè mọi người thấy nó uống nước không? Nó uống nước như trâu vậy nè. Nó kề vậy nó uống rồi đó, chứ đừng có nói hấp thụ qua gao. Những con cái bầu nó uống nước nhiều dữ lắm, nên để một thố nước hoặc thao nước vô nè. Nè nè, mình quay cho mọi người thấy nè. Nó vô tình rồi, nó mắc cỡ. Nó mới uống nước nè, mọi người thấy nè. Nó mới kề cái mỏ vô nó uống. Thấy không? Mọi người có thấy nó uống nước như trâu không? Chứ giỡn hoài, nó gặp mình quay nó mắc cỡ. Nó kề vô nó uống dữ lắm. Ngày hôm qua là hai con nó tắm luôn, nó vô đây nè, nó như nó hưởng thụ vậy đó. Nó vô cái nó ngâm mình trong đó, nó ngâm cỡ khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi nó ra. Tại vì những con cái nào mà nó có dấu hiệu nè, nó uống nước này nè, thấy chưa, thấy không, thấy gồng uống nước chưa? Nào giờ mọi người đâu thấy gồng uống nước gì thôi không? Những con cái á là nó giống như là cái cơ thể của nó nóng quá nóng rồi, cái nó vô nó ngâm cho nó hạ nhiệt. Mọi người, nó bưng vô ngâm nè, ngâm luôn rồi đó. Với cái thứ hai nữa là cho cái chỗ mà nó đẻ nó nở ra, nó dễ đẻ. Cái con cái này là mình thấy cái dấu hiệu nó cũng muốn sắp đẻ đó mọi người, nhưng mà nó chưa có cào thôi, nó chưa có cào chuồng thôi. Thì mình cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị và đợi chờ em ấy lâm bồn ha. Để coi còn có dấu hiệu nào nữa. Mọi người nhớ mở volume lớn lớn chút xíu mọi người. Tại cái nhà kế một bên nó sửa quá sùm rồi. Thì mình cố gắng để nó lớn để mọi người nghe. Thấy mọi người, để mình xem còn cái dấu hiệu nào mà để chuẩn bị cho mọi người sắp đẻ, để cho mọi người chuẩn bị, để mọi người chơi cái mọi người không biết cái bỏ một mùa uổng lắm. Mình á, hồi đó mình bỏ mấy mùa luôn mọi người, thì mình cũng có kể rồi đó, là tâm sự trăn trói bỏ uổng lắm. Đi đâu giờ con? Đi đâu hả? Con muốn đi đâu? Tắm rồi, uống nước rồi, muốn đi đâu hả? Đi ra không? Cưng lắm, cưng lắm. Cũng đi theo mình cũng mấy năm rồi đó mọi người. Thì mùa lứa rồi đó, mình có nói đó. Lứa rồi thì được 27 trứng, hư hết 5 trứng. Uổng quá uổng, không có phôi 2 trứng. Nhìn đẹp không? Thì khi nào có trứng ra đi, mình sẽ làm một cái video để mà phân biệt phôi hư và phôi không hư, hoặc là có phôi hay không phôi ha mọi người. Chứ hiện tại bây giờ nó không có giặt, không có trứng thì mình cũng không biết sao mà để cho mọi người biết được cái không có phôi hay là có phôi. Thì mọi người bây giờ cứ cho phôi cho mình ít nhất 3 lần đi mọi người, 4 lần cũng tốt nữa. Cứ cho phôi. Tới một cái giai đoạn nào đó thì con đực nó sẽ không phôi nữa đâu. Nay là tháng 1 rồi, hết tháng này là bắt đầu đực nó sẽ dần dần, tới giữa tháng 2 là bắt đầu đực nó bắt đầu nó ngưng rồi đó mọi người ơi. Bởi nếu mà nó ngưng rồi là mọi người cho phối nữa thì nó sẽ không phối đâu. Cưng không? Cưng không? Gái tôi đó. À, con muốn đi đâu? Đi là uống nước nữa. Ngày qua giờ là uống nước mấy lần rồi, chắc chiều chưa chưa ha. Phơi nắng cái chiều chiều có đầu nó vô ngâm ấm, ngâm đã lắm, ngâm trong cái tháo đó, thố đó đó. Ba mới sắm cho cái hồ bơi 100 mấy chục triệu đó. Thì nói tới nói lui hồi nãy giờ đó, không biết mọi người có hiểu không, thì cách nhận biết nó đơn giản lắm chứ nó không có gì hết trơn á. Quan trọng là mọi người phải chuẩn bị đất nè, đồng hồ nè, với cái hộp hộp nhựa đó đó, đục lỗ sẵn, làm sẵn hoàn toàn hết trơn đi, rồi đất rồi coi xử lý xong chưa. Mua chỗ nào mà xử lý rồi đó thì để nữa là trộn để dấu ấp vô thôi. Rồi ai mà chưa biết ấp thì coi được cái video clip của mình đó, thì coi canh. Thì hôm nay mình cũng nhắc lại thôi, cái nhiệt độ nó dễ lắm. Nhiệt độ của trứng là khoảng 70% nhiệt độ ẩm nghe, 70-80%. Còn nhiệt độ mà thường á thì 32, 33, 30 với 32 thì nhiệt độ nó ngon hơn đó. Vòng vòng 30-32, 31-32 là ngon cơm. Thì cứ giữ nhiệt độ đó, còn không nữa thì đem vô toilet để kiếm góc toilet nào đựng động tới nó.
với một cái điều quan trọng nữa, đó chính là trứng khi đẻ ra hãy nâng niu và trong vòng 3 ngày là không quan sát. Nếu mà để vô ấp rồi là trong vòng 3 ngày không đụng tới nó đâu nghe mọi người. Tại vì 3 ngày đầu là nó hình thành những cái nang chỉ để tạo phôi. Nói chung là nó còn yếu đó. Nói chung là trứng cái thời điểm mà lúc 3 ngày, từ nó đẻ lúc 3 ngày là còn yếu đó. Mọi người hiểu không? Đừng có đụng chạm vào nó hết trơn. Cỡ 3 ngày xong cái tới khoảng 10 ngày thì nói chung là đừng có đụng. Đi đâu hả con, đi đâu hả? 10 ngày là đừng có đụng, bảo đảm luôn. Qua ngày thứ 11 rồi bắt đầu ra xem là lúc đó trứng nào còn trứng nào không thì dễ biết lắm. Lúc đó nó đã kéo chỉ rồi, nó đã kéo chỉ như là găng chỉ máu vậy. Thì nhắc lại nha, hồi nãy nói nguyên thiên quá sợ nghe không kỹ đó, đẻ ra rồi đừng có bóc liền, chừng nào để cho nó khô trứng, còn khô trứng ha bóc, còn không thì bóc nhẹ để qua bên đây quẩy qua cái khăn thôi. Hồi xưa thì mình bây giờ cũng vậy mà, đẻ canh được rồi là bắt một cái thảy qua bên cái thao hứng để cái nồi giã dưới là cho đẻ trứng sạch cho nó khô để vô ấp dễ xem dễ canh ha. À, con đi đâu, con đi đâu, con đi vô chưa? Một đứa con gái. À, lứa này lứa thứ hai, còn đứa trên này lứa nhất mà nó bự con hơn. Giờ con muốn đi đâu hả? Con muốn đi đâu nói ba nghe coi. Móp nè, đuôi nè móp, trứng bụng thì căng, bụng thì căng á, từ từ nó sẽ căng, nó cứng lên là nó sẽ ô, nó u như một cái đùm nho. Thì mình có nói mấy cái đùm clip trước rồi đó, u là đùm nho là dấu hiệu là đẻ đó. Bây giờ nó chưa có cào, để khi nào nó cào đi rồi bắt đầu là mình, nó cào là mình để đại cái thao rác vô chuồng, nó tự động nó chui vô chuồng. Thì nói chung là lúc mà cào đẻ thì nó cũng không cần nắng cần đèn gì đâu, khỏi quan tâm con đi đâu, má nó bụng chà bá, không có quan tâm, không cần nắng cần đèn đâu, đừng có mở công á. Còn không thì nếu mà cái chỗ gì phải không, nếu mà nuôi ngoài trời nắng gì thì để y nó luôn cũng được nữa, rồi để vô thao nước. Còn mà ở trong nuôi như thế nào thì cứ để nó đẻ chỗ đó, khỏi dời nó đi nhiều. Mấy cái bụng này là dời đi nhiều ảnh hưởng lắm. Cưng quá nè. Bữa nay làm nựng cưng quá nè, nước mà cho mọi người xem coi, gái nè nó bị sưng môi. Dễ thương không Giờ nói chứ đừng có giỡn mặt tôi nha, mặt tôi bự lắm như con heo. Hôm nay chủ nhật 88 với mọi người, nhiều chuyện với mọi người, cho mọi người vui. Biết bữa nay mọi người nghỉ giải lao mà mọi người không có đi làm. Đúng không? Rồi hôm nay thì mình tâm sự với mọi người chút xíu vậy thôi, thì cũng là dấu hiệu cái chuẩn bị sắp đẻ thôi. Thì thứ nhất thì mình nói là nó cào chuồng đó. Thì thứ hai nữa thì canh nha, đuôi bọng với bụng nè, nó cũng có sai số đó, đừng có gì. Nếu chung là nó cào thì mình quan tâm chút xíu để mình bỏ đi, rồi tránh xảy ra rồi trứng nó hư này nọ, rồi đáng tiếc xảy ra uổng dữ lắm đó. Thì anh em nào xem cái video này thấy mình đang thiếu sót cái gì, nói cái gì thì cứ thắc mắc cái gì nữa thì cứ comment bên dưới nha, mình sẽ trả lời cho mọi người hả mọi người. Chứ nhiều lúc đứng đây nói chuyện nó quên thiệt luôn á. Rồi không mà nói chung đi, rồi nó thiếu cái gì thì mọi người thấy thắc mắc cái gì, nếu mà có con cái mà thắc mắc cái gì cứ comment bên dưới đi, hoặc là nhắn tin cho mình, inbox cho mình, rồi mình nhớ, rồi mình biết, rồi mình trả lời với mọi người hả mọi người. Chứ bây giờ mà nói chứ đứng nghe ồn ào quá chứ không nhớ nữa. Thì mấy cái cơ bản đó thôi, mọi người chuẩn bị đầy đủ hết đi. Rồi hôm nay mình xin kết thúc video tại đây thôi mọi người ơi. Nếu mọi người yêu thích video mình thì hãy cho mình một like, một share,
và một subscribe để ủng hộ kênh của mình nha, để mình phát triển hơn nữa, để mình có động lực để làm video nhiều nhiều cho mọi người xem nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ trong mùa sinh sản rồi đó, thì mọi người có cái câu hỏi nào thì cứ ghép inbox với mình hoặc là comment bên dưới rồi mình sẽ trả lời. Cái gì mình biết thì mình trả lời, còn không biết thì mình tìm hiểu thêm hoặc mình hỏi mấy anh đại anh bự gì đó để trả lời với mọi người ha, chứ không phải cái gì mình cũng biết đâu. Mình không phải thầy thiên. Đó. Nè mọi người thấy cái đuôi nó mớp không? Cái đuôi nó mớp là con này mình nghi là chắc cũng khoảng là báo động với mọi người là cỡ khoảng 3-4 ngày nữa nó sẽ bư chuồng cho coi. Thì bé này năm ngoái là được 27-28 quả thì cỡ khoảng 30 quả đó. Thì năm nay không biết được bao nhiêu quả đây mọi người. À. Tàn tàn cưng lắm đó, bị sức môi. Nó ở với mình gần 2 năm mấy năm rồi đó, 2 năm mấy 3 năm mọi người, thiệt luôn mà nó có bao lớn. Nuôi một con rồng mà từ nhỏ cho đến lớn á, mọi người thấy cưng lắm. Cái giai đoạn mà nó lớn lớn dần dần dần, mọi người ôm nó đi, thiệt luôn á. Mọi người đừng có nói là nó không có tính nha, nó không biết gì nha. Mình thiệt, theo như kinh nghiệm mà mình nuôi là nó biết nhiều lắm luôn. IQ nó không bằng con chó thiệt, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng khôn lắm chứ không phải đâu, giỡn hoài. Tại vì mọi người không có để ý. Nhất mà những anh em nào thật sự mà đam mê động vật, yêu thương mà như con của mình, mọi người hiểu và mọi người cảm nhận được nó như thế nào. Thiệt, nó biết mình là chủ, nó biết người kia là không phải là chủ luôn. Thiệt, mình nói mọi người không tin đâu. Khi mà mọi người cảm nhận, mọi người yêu thương nó từ trong máu, từ trong ruột, yêu thương nó hết cơ thể của mình. Thôi không xàm xàm bá đáp nữa, nhưng mà điều đó là thật nha. Mình xàm được mình không có nói dốc, nhưng mà thật sự theo mà cảm nhận của mình thôi. Rồi ok, máy bay mọi người, hẹn gặp lại mọi người ơi.